Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, liên quan tới vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Khánh Hòa xảy ra vào hôm 1 tháng 6, với sự tham gia của nhiều chiến sĩ công an cùng thông tin của người dân trình báo thì sau 5 ngày truy lùng vào tối ngày 6 tháng 6, nghi phạm danh hưng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi, cách hiện trường vụ án 6 km. Những ngày trốn chạy, Hưng sống trong đói khát, khổ cực. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu, đối tượng vẫn muốn bám trụ lại khu vực này với hy vọng sẽ tẩu thoát sớm. 5 ngày trốn chạy trong đói khát của nghi can gây thảm án ở Khánh Hòa. Với sự tham gia cùng hàng trăm chiến sĩ, cùng thông tin người dân báo thì vào tối ngày 6 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Diên Khánh cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Phan Danh Hưng, 37 tuổi, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa khi đang lẩn trốn trên núi Hòn Dữ ở địa bàn xã Diên Lâm, giáp danh xã Diên Xuân. Đây là nghi phạm trong vụ thảm sát ba người ở Khánh Hòa đã gây chấn động không chỉ người dân huyện Diên Khánh mà còn cả dư luận xã hội. Khi bị đưa về trụ sở điều tra, Hưng trông khá hốc hác và tỏ ra hoảng loạn. Đối tượng đã thừa nhận hành vi đoạt mạng vợ, cháu gái và người hàng xóm. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, Phan Danh Hưng quê ở thị xã Ninh Hòa, cách nơi ở 60 km. Sau khi lấy chị LTTV, 37 tuổi, thì chuyển về sống gần gia đình vợ. Hai vợ chồng đã có hai con còn nhỏ, cuộc sống khó khăn mới dựng được nhà hồi trước Tết. Hưng làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh, là người vốn hay nhậu nhẹt. Nhiều lần đi nhậu say xỉn về, đối tượng đã chửi vợ con một cách vô cớ. Khi vợ chồng lời ra tiếng vào, bực mình, Hưng còn đe dọa, khiến cho vợ nhiều lần phải khiếp sợ. Gần đây, vợ chồng Hưng hay mâu thuẫn nhiều hơn liên quan đến vấn đề tiền bạc và cả tình cảm. Nghi phạm cho rằng, chị V có quan hệ với người khác nên đã ghen tuông, nhiều khi lớn tiếng. Vào tối ngày mùng 1 tháng 6, Hưng đi nhậu say về do có hơi men trong người, lại thêm mâu thuẫn từ trước nên đã đập phá một TV, tủ lạnh và lớn tiếng với vợ. Ngay sau đó, chị V đã dẫn con gái sang nhà mẹ ruột ở ngay phía sau nhà để ngủ qua đêm. Đến rạng sáng hôm sau, chị V về, yêu cầu Hưng ly dị rồi quay trở lại nhà mẹ đẻ. Vì tức giận nên Hưng đã đi theo chị V sang nhà mẹ vợ rồi cãi vã, sau đó đã ra tay sát hại chị V khi cháu gái của vợ và hàng xóm sang can ngăn cũng bị đối tượng ra tay đoạt mạng. Gây án xong, Hưng thay quần áo và chạy lên núi hòn dữ ở gần nhà lần trốn, vứt hung khí trên đường đi. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, công an Khánh Hòa đã huy động hơn 100 cảnh sát hình sự, cơ động, dẫn theo chó nghiệp vụ, phối hợp công an địa phương ngày đêm truy tìm Hưng. Do khu vực núi rộng lớn lại là địa bàn giáp danh nhiều xã của huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, nên toàn bộ ngõ ngách đưa cảnh sát chốt chặt, thiết lập nhiều vòng vây từ trong ra ngoài. Mỗi khi có động tính, cảnh sát lập tức xuất hiện. Vậy nên, sau 5 ngày, cảnh sát đã phát hiện Hưng đang trốn tại một gộp đá sâu trên núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, giáp danh xã Diên Xuân, cách hiện trường khoảng 6 km. Trong quá trình lấy lời khai, Hưng cho biết, trên núi Hòn Dữ có nhiều tròi canh làm giấy của người dân. Do từng là người đi rừng, sống ở nơi này nhiều năm, nghi phạm khá rành về địa hình nơi đây. Hưng khai, trong những ngày trốn trên núi, khi đói thì đối tượng tìm tròi của người dân trộm gạo nấu cơm hoặc mì để ăn, khát thì uống nước suối cầm hơi. Suốt những ngày lần trốn, tôi ngủ vật vá ở khe núi nhưng thường không ngủ được. Ngoài ra, Hưng còn cho biết, trong suốt thời gian lẩn trốn, hắn đã có ý định sẽ rời khu vực này, xong không biết đi đâu, Đồng thời, vì biết đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao nên đối tượng đã cố bám trụ tại đây, hy vọng sẽ tẩu thoát. Theo bà DTA, 76 tuổi, mẹ đẻ chị V, chia sẻ, trước giờ Hưng ít đánh đập vợ con, nhiều lúc chỉ mắng rủi thôi. Hai năm qua, anh ta ít đi làm, còn V đi giúp việc ở Nha Trang lấy tiền trang trải cuộc sống. Ngày thường, dù chồng nói gì, V vẫn nhịn vì muốn giữ hạnh phúc, muốn cho các con có gia đình trọn vẹn. Không ngờ sự việc lại ra nồng nối này. Đại diện công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua xác minh điều tra, cùng chứng cứ thu thập và lời khai của nghi phạm, thì kết luận Phan Danh Hưng là thủ phạm duy nhất vụ án. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu xảy ra trên địa bàn, khiến cơ quan vẫn đang điều tra và làm rõ. Thưa quý vị, trước những hành động tàn nhẫn mà Phan Văn Hưng gây ra khiến cho ba người tử vong trong vụ thảm sát ở Khánh Hòa, nhiều người đã đặt ra câu hỏi, liệu đối tượng này sẽ phải đối mặt với bản án nào? Theo ý kiến của các luật sư, trong vụ án này, nghi phạm không có các tình tiết giảm nhẹ và với tình tiết tăng nặng là sát hại hai người trở lên, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng thì nghi phạm có thể phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình. Phan Danh Hưng sẽ phải đối diện mức án tử hình. Cụ thể, trong vụ án thảm sát khiến ba người tử vong tại Khánh Hòa, đứng dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đoàn, hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc luật sư X cho biết, hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt đi quyền được sống của người khác trái pháp luật. Quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người. Trong vụ việc này, theo thông tin ban đầu, do nảy sinh mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, nên Phan Văn Hưng đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm sát hại vợ, cháu gái và người hàng xóm tại thời điểm trước khi gây án hưng nhiều say và về cãi vã với vợ dẫn đến hai bên tranh cãi với nhau sau khi chị v bỏ về nhà mẹ đẻ nhân lúc mẹ vợ không có nhà đối tượng đã sử dụng hung khí là dao để thực hiện hành vi sát hại vợ ngay khi xảy ra sự việc đã có đến hai người phụ nữ sang can ngăn nghi phạm hưng tiếp tục ra tay tàn độc và bỏ trốn vì luật sư này nhấn mạnh đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nghi phạm không những đã tước đoạt đi quyền được sống của ba người phụ nữ mà còn gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ trong người dân. Nghi phạm không có các tình tiết giảm nhẹ và với tình tiết tăng nặng là đoạt mạng hai người trở lên, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng thì nghi phạm có thể phải đối diện mức án cao nhất là tử hình. Đồng quan điểm với luật sư đoàn, luật sư Nguyễn Hồng Thái, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết thêm hành vi côn đồ của nghi phạm là trường hợp sát hại người vô cớ hoặc cố tình sử dụng những lý do nhỏ nhặt để đoạt mạng người, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác và những quy tắc trong cuộc sống. Cùng hình phạt áp dụng với tình tiết này là 12-20 đến 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, luật sư Thái còn chia sẻ, ngoài trách nhiệm hình sự, nghi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương tối thiểu. Bên cạnh đó, trong trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường, đại diện gia đình người bị hại có quyền yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Qua những nhận định trên của các luật sư, ta có thể thấy mức án cao nhất mà Phan Văn Hưng sẽ phải đối diện đó là tử hình. Giờ đây, tương lai của những đứa trẻ sẽ ra sao khi vừa mất mẹ, bố thì lao vào vòng tù tội. Nỗi đau cho những người ở lại chắc chắn sẽ chẳng thể nào nguôi ngoài được. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, thay vì hành xử có văn hóa, thì đối tượng lại thiếu kiềm chế, manh động ra tay sát hại nạn nhân, để rồi người mất, người vướng vòng lao lý, trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình sau song sắt nhà giam. Nhìn vào những vụ án đoạt mạng người gần đây cho thấy, hầu hết đều phát sinh do mâu thuẫn trong quan hệ ứng xử, tiền bạc. Có vụ án xảy ra do mâu thuẫn rất nhỏ, nhưng để lại hậu quả đau lòng không chỉ vậy có những trường hợp giống như vụ thảm sát ba người ở khánh hòa nêu trên thì cả người gây án và bị hại đều từng chung một gia đình từng đầu ấp tay gối hệ lụy để lại không chỉ có người gây án phải trả giá mà còn ảnh hưởng đến cả thế hệ những đứa trẻ thơ sau này gia đình và người thân vậy nên khi xảy ra mâu thuẫn xung đột với nhau chúng ta cần bình tĩnh giải quyết một cách khéo léo và tế nhị mỗi người nhường nhịn một câu để không ai bị tước đi mạng sống và không ai phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, các luật sư đã nhận định bản án mà đối tượng Phan Văn Hưng sẽ nhận được là mức án tử hình, nhưng điều đó vẫn đang là phỏng đoán. Liệu rằng đối tượng sẽ phải trả giá ra sao cho những hành vi phạm tội của mình? Mọi diễn biến liên quan tới vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video sau. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!